xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Fanblog. Ngày hôm nay, theo như các bạn có còn nhớ không, trong video trước mình đã review kẹo La Casta, vị chocolate, kẹo chocolate, vị sô-cô-la cacao. Ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục review thêm một kẹo, hộp kẹo La Casta nữa. Đây là vị cà phê cappuccino. Như mình đã nói ở video trước, cả kẹo La Casta này xuất xứ từ Tây Ban Nha. Với khối tượng thịnh là 200g, các bạn có thể thoải mái ăn tết nhé. Đây. Nếu bạn nào có nhu cầu mua những sản phẩm của bánh kẹo Tết thì các bạn có thể mua qua hai cách. Thứ nhất, các bạn có thể mua ở trên shop nấm đậu. Hai, các bạn có thể nhắn tin và comment ở ngay bên phía dưới phần comment thì sau đó mình sẽ inbox riêng cho các bạn và các bạn sẽ mua được kẹo này nhá. Thì tất cả những bánh kẹo mình đã từng review đều bán shop nấm đậu và YouTube của mình cả. Bạn nào muốn mua thì có thể inbox cho mình nhá. Ok. Đây là xung quanh thì nó cũng giống như chiếc hộp trước thôi. Không khác gì mấy. Giờ mình sẽ mở ra. Thêm một thông tin nữa về sản phẩm này thì nếu bạn nào có nhu cầu mua cả shop nấm đậu và cả trên YouTube thì mình sẽ chỉ ship vào trên Hà Nội thôi, không ship ngoại tỉnh bởi vì là không có người quen cho nên là không ship được nhá. Đó, khá là khó bóc hay là mình không khéo tay nữa. Mình chẳng khéo tay và mình cảm thấy nó rất là mình không khéo tay nên mình không bóc được. Rồi. Đây. Nó cũng là một bịch giống như cái kia thôi. Ê, giờ mình sẽ mở ra luôn. Đây. Ô, cái này nhìn có vẻ đẹp hơn cái kia các bạn ạ. Nó nhìn có vẻ cao cao hơn một tí. Ok, giờ mình sẽ thử miếng nha. Các bạn ơi, rất là ngon luôn các bạn ạ. Nó có hương vị sô-cô-la và thoang thoảng một cái mùi cà phê cappuccino. Rất là ngon luôn ý. Mình khuyên các bạn phải thử cái này thôi. Phải thử cái này nhá. Nó rất là ngon luôn. Giờ tại cùng đếm xem là có bao nhiêu viên trong này nhá. Nhiều khi bạn chán các bạn cũng có thể lôi qua kẹo ra và các bạn đếm xem bao nhiêu viên trong này. Ôi giời. Đầu tiên một viên mình mới ăn, thêm một viên này là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ui, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 viên nha các bạn. Ok, 28 viên này mình bán với giá là 60.000 đồng. Bạn nào có nhu cầu mua thì lên shop nấm đậu hoặc là nhắn tin inbox riêng cho mình nhá. Mình sẽ nhắc lại một lần cuối. Bạn nào muốn mua kẹo sô-cô-la này hay tất cả những sản phẩm mà mình đã từng review trong những video trước, các bạn chỉ cần lên shop nấm đậu hoặc nhắn tin comment ở phía bên dưới phần comment thì mình sẽ inbox riêng cho các bạn và các bạn sẽ có thể mua sản phẩm này. Mình sẽ chỉ ship trên toàn địa bàn Hà Nội, không ship ngoài, không ship trên các tỉnh thành khác vì không có người quen. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.